Messi và huấn luyện viên Mascherano phản ứng về trận thua đau của đội tuyển Olympic Argentina. Huấn luyện viên đội tuyển Olympic Argentina, Javier Mascherano và ngôi sao Messi đã chia sẻ ý kiến của mình về việc bàn thắng gỡ hòa muộn của La Albiceleste trước Morocco bị hủy bỏ trong trận mở màn Thế vận hội Paris 2024. Trận đấu kết thúc với thất bại 1-2 cho các nhà vô địch Copa America 2024 vào đêm ngày 24 tháng 7 tại sân vận động Giforogichat ở Pháp. Sau 90 phút thi đấu, Morocco dẫn trước một bàn và trận đấu được cộng thêm 15 phút bù giờ. Christian Medina đã tìm được bàn gỡ hòa muộn cho La Albiceleste, cứ ngỡ như trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, trận đấu đã bị gián đoạn khi các cổ động viên Morocco tức giận tràn vào sân. Trận đấu bị tạm dừng và sau khoảng 2 giờ, và đã kiểm tra rồi hủy bỏ bàn gỡ hòa của Argentina, khi tuyên bố tình huống ghi bàn của Medina là trong thế việt vị. Sự gián đoạn trận đấu do khán giả tràn vào sân khiến các trọng tài phải hộ tống các cầu thủ rời sân trong khi màn hình trên sân vận động hiển thị thông điệp, trận đấu của bạn đã bị tạm dừng. Vui lòng di chuyển đến lối ra gần nhất. Các cầu thủ được dẫn xuống đường hầm khi pháo sáng, chai lọ và cốc được ném vào các cầu thủ đội tuyển Olympic Argentina đang ăn mừng. Sau khi tình hình được kiểm soát, các cầu thủ được khởi động trong 20 phút và chỉ chơi 3 phút còn lại của trận đấu trong sân vận động trống không có khán giả. Trận đấu cuối cùng kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Morocco. Nguyên do của sự căng thẳng bắt nguồn từ việc tiền vệ Enzo Fernandez của đội tuyển quốc gia Argentina có hành động phân biệt chủng tộc khi ăn mừng chức vô địch Copa America 10 ngày trước đó. Sự tức giận đã lan truyền sang Thế vận hội ở Pháp bởi các cổ động viên quá khích Morocco tràn xuống sân, trong lúc pháo sáng và chai lọ ném vào trọng tài người Thụy Điển Glenn Nyberg khi ông yêu cầu các cầu thủ rời khỏi sân. Trận đấu mất hơn 4 giờ kể từ khi bắt đầu cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên. Ban tổ chức môn bóng đá nam của Olympic Paris 2024 thông báo, trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Olympic Argentina và Morocco tại sân vận động Saint-Étienne đã bị hoãn lại do một số ít khán giả tràn xuống sân. Trận đấu sau đó tiếp tục và kết thúc an toàn. Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đang làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu nguyên nhân và có những hành động thích hợp. Trong khi đó, quyết định của VAR hủy bỏ bàn thắng gỡ hòa của Argentina đã khiến nhiều người hâm mộ và chuyên gia thất vọng. Huấn luyện viên Javier Mascherano giận dữ nói, đây là trò hề lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời. Siêu sao Lionel Messi cũng chia sẻ phản ứng của mình trên mạng xã hội. Huyền thoại Barcelona đã đăng trên Instagram của mình, có nội dung, Insolito, tiếng Tây Ban Nha, không thể tin được, tiếng Anh. Lionel Messi vừa giúp đội tuyển quốc gia giành chức vô địch Copa America 2024 nhưng không tham gia đội hình La Albiceleste tại Thế vận hội 2024 và hậu vệ Nicolas Otamendi làm đội trưởng. Đội tuyển Olympic Argentina sau trận thua Morocco vẫn còn 2 trận nữa ở bảng B gặp Iraq và Ukraine tại Thế vận hội Paris 2024. Trận đấu tiếp theo của La Albiceleste là gặp Iraq vào ngày 27 tháng 7 và thầy trò Mascherano cần phải làm tốt hơn để tiếp tục cuộc hành trình của mình trong giải đấu.